cập nhật diễn biến mới về căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Tàu hải quân Nga đã nổ súng cảnh cáo một tàu nước NATO, một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn của Moscow đối với những quốc gia tổ chức có hành động đe dọa tới lợi ích nước này. Trong khi đó, trên chiến trường Nga Ukraina, quân đội Kiev đã phá hủy một kho đạn dược của Nga tại tỉnh Donetsk. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang tập trung tấn công trên mặt trận Voleda, một thành phố thuộc Donetsk phía Ukraine đã tiết lộ về một loại robot chiến đấu mặt đất mới có tên gọi là Furry. Khi tham gia thực chiến, Furry đã giúp Kiev giành chiến thắng trong một trận giao tranh với Nga. Mỹ, đồng minh lớn nhất của Ukraine, vừa phê duyệt khoản ngân sách mới giúp chính phủ nước này thoát khỏi cảnh đóng cửa và tiếp tục hoạt động trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Bộ Tài chính Mỹ cũng vừa ban hành lệnh trừng phạt hơn 10 thực thể và tàu thuyền được cho là có liên quan đến việc vận chuyển dầu thô và khí đốt hóa lỏng của Iran, thách thức mới cho Washington khi Iran đang là nước xuất khẩu dầu thứ ba trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin chính được chúng tôi liên tục cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ truyền thông, trong cuộc tập trận Ocean 2024 tại biển Baren, tàu khu trục Nga đã bắn cảnh cáo vào một tàu của Na Uy, quốc gia thuộc NATO. Động thái hiện đang làm gia tăng căng thẳng giữa Moscow và tổ chức này. Ngoài ra, theo đánh giá, hành động này càng làm củng cố thêm lập trường của Nga trong việc không ngần ngại nổ súng đối với bất kỳ mối đe dọa nào từ phương Tây. Hãng thông tấn DVK của Đức đưa tin, trong khuôn khổ cuộc tập trận tại biển Barents, Tàu khu trục Nga đã nổ súng cảnh cáo nhằm vào một tàu của Na Uy, quốc gia thành viên NATO. Buộc con tàu này phải rời đi. Ấn phẩm Fry, Farvenges của Na Uy cho hay, con tàu được nhắc tới trong vụ việc là tàu đánh cá MS Ragnin Kristin của nước này. Ở thời điểm xảy ra cuộc chạm trán, tàu Kristin đang đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Na Uy. Fry, cho hay, trên lý thuyết, vùng biển này thuộc liên bang Nga nhưng các tàu của Na Uy có quyền tự do khai thác. Vụ việc đã làm dấy lên phản ứng gay gắt từ phía Na Uy khi phía tàu Christine cho biết hành động của Nga đã khiến họ thiệt hại gần 100.000 koron, tức hơn 2 triệu đồng Việt Nam và mất cơ hội đánh cá. Ông Vergat quan chức phụ trách quan hệ công chúng của lực lượng phòng vệ Na Uy cho biết, sự việc xảy ra tại vùng biển mà Na Uy được phép sử dụng và cũng là vùng biển quốc tế. Năm 2010, sau cuộc hội đàm giữa tổng thống Nga Dmitry Medvedev và thủ tướng Na Uy, lúc đó là ông Jens Stoltenberg, hai bên đã ra tuyên bố chung hoan nghênh việc Nga và Na Uy đạt thỏa thuận phân giới lãnh hải trên biển Barents và Bắc Băng Dương. Lực lượng phòng vệ Na Uy nhấn mạnh các thỏa thuận giữa hai phía đã cho phép tàu Na Uy có mặt ở vùng biển này ngay cả khi Nga tiến hành tập trận quân sự. Sau khi cơ hai quân sự và Ukraine được phát động, ý định bãi bỏ thỏa thuận trên giữa hai phía từng được đưa ra thảo luận tại Duma Quốc gia Nga trong bối cảnh phát sinh loạt vấn đề liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ Nga tới Spitsbergen. Tuy nhiên, đại diện Bộ Ngoại giao Na Uy anh Havardaster lưu ý rằng thỏa thuận đã được ký kết vô thời hạn và Oslo đề nghị Moscow tuân thủ nguyên tắc đề ra bởi điều đó phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện Moscow chưa đưa ra bình luận liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên, tờ Gazeta .ua cho rằng đây có thể là đòn cảnh cáo nhằm vào Na Uy. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua đã tuyên bố tấn công một tàu đang vận chuyển vũ khí và đạn dược do phương Tây sản xuất đến Ukraine. Điều này cho thấy Moscow không ngại nổ súng về phía các tàu phương Tây đe dọa lợi ích của Nga. Trong khi đó, Na Uy đang có loạt động thái đối đầu Nga rõ rệt trong thời gian gần đây. Theo AFP, hồi tháng 5, chính phủ Na Uy thông báo hầu hết khách du lịch Nga sẽ không thể vào Na Uy. Phát biểu trong cuộc họp báo thường ngày, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, quyết định của Oslo rõ ràng là sẽ vấp phải hành động đáp trả. Ông Peskov nói với các phóng viên, "Đây là những quyết định mang tính phân biệt đối xử. Chúng tôi không thể chấp nhận được những quyết định như vậy và chúng tôi lấy làm tiếc rằng chính quyền Na Uy đã chọn con đường khiến quan hệ song phương tiếp tục xấu đi. Các sĩ quan của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã phá hủy một kho đạn dược của Nga tại Donetsk. Theo Pravda, kho đạn đã bị các đơn vị trinh sát trên không thuộc lữ đoàn tác chiến Karada số 15 phát hiện. Trích báo cáo ngày 25 tháng 9 cho biết, một vụ nổ xảy ra, khói bốc cao 10 mét, lực lượng vệ binh đã phá hủy kho đạn dược của Nga trên mặt trận Pokrovsk. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga đang tập trung tấn công trên mặt trận Voleda ở Donetsk, vốn là điểm nóng được Ukraine đánh giá là đang dần ổn định. Gần đây nhất, các lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy một trong những hệ thống phòng không tầm trung mới nhất của Nga. Trong thông báo đăng tải trên trang X, chính phủ Ukraine nêu rõ các binh sĩ Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không Buk-M3 của Nga. Kiev cũng đăng tải đoạn video cho thấy cuộc tấn công vào hệ thống phòng không này. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho rằng cuộc tấn công dường như được tiến hành tại một địa điểm ở phía đông thành phố Rinsk ở Kursk. Bộ Quốc phòng Ukraine không nêu rõ thời gian hoặc đơn vị tiến hành cuộc tấn công này, nhưng tiểu đoàn phụ trách các hệ thống không người lái 413 cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống tên lửa đất đối không BUK-M3. Trước đó, Ukraine cho biết tiểu đoàn 413 đang hoạt động tại Kursk cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra những tổn thất kinh tế nặng nề cho Nga. Trang web về các vấn đề quân sự BulgarianMilitary.com đưa tin cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu từ năm 2022 đã tạo ra những tác động to lớn không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế đối với Moscow. Nguồn tin này dẫn ước tính của Janis Clark, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế SVKP của Đức cho biết Nga đang gánh chịu thiệt hại khoảng 319 triệu đô la Mỹ mỗi ngày vì xung đột. Con số này được tổng hợp dựa trên các số liệu tài chính nguồn mở và bí mật của Nga, cho thấy mức độ hao tổn nặng nề từ cuộc xung đột kéo dài. Chi tiêu quốc phòng của Nga cũng đã vượt xa ngân sách cho nhiều lĩnh vực xã hội quan trọng. Hồi tháng 5, các nhà phát triển vũ khí của Ukraina đã tiết lộ về một loại robot chiến đấu mặt đất mới, nó có tên gọi là Fury, 4 tháng sau Fury tham gia thực chiến và được cho là đã giành chiến thắng trong một trận giao tranh với quân đội Nga. Theo Forbes, mới đây, một chiếc Fury bốn bánh, kích thước bằng xe đẩy hàng đã tấn công chiến hào ở tỉnh Kursk của Nga. Fury đã tránh được các bãi mìn, khai hỏa súng máy được trang bị trong một cuộc tấn công phối hợp cùng máy bay không người lái mang thuốc nổ và pháo cối. Thông tin cho biết, trong lần ra trận này, Fury đã đánh bại một nhóm nhỏ binh sĩ Nga thông báo trên mạng xã hội, đội 1 của trung đoàn đặc nhiệm số 8, đơn vị điều khiển robot cho biết, kết quả là một phần quân địch bị tiêu diệt, phần còn lại tháo chạy. Robot đã trúng một số phát đạn từ súng phóng lựu và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, nhưng vẫn kiên cường, hoàn thành nhiệm vụ, trở về an toàn. Furry là một trong nhiều phương tiện chiến đấu mặt đất không người lái được vũ trang cho các kỹ sư Ukraine phát triển trong 30 tháng qua và là một trong những loại đầu tiên tham gia trận chiến lớn. Ferry có 4 bánh xe, một radio để nhận lệnh từ người điều khiển, camera và súng máy điều khiển từ xa. Nó được thiết kế chắc chắn với các tấm giáp bảo vệ những bộ phận dễ bị tổn thương. Ông Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi số của Ukraine cho biết hồi tháng 5 rằng robot Fury tấn công các vị trí của Nga và yểm trợ cho binh sĩ của chúng ta trong các cuộc tấn công. Quân đội thích việc điều khiển dễ dàng và đánh giá cao mức độ truyền tin qua radio video cũng như khả năng ngắm bắn tự động hiệu quả cả ngày lẫn đêm của robot. Furry không phải là duy nhất, Nga cũng có các robot chiến đấu mặt đất. Tuy nhiên với chiến thắng và sống sót sau trận chiến lớn, Furry đã thể hiện sự nổi bật của nó. Các nhà phát triển Furry còn nhấn mạnh vào khả năng di chuyển và trang bị cho robot bánh xe lớn khung gầm cao. Tuy vậy, theo Forbes, các phương tiện không người lái trên mặt đất có nhiều hạn chế. Ngay cả trên bề mặt tương đối bằng phẳng, nhưng phương tiện này cũng khó di chuyển nếu gặp chướng ngại vật như ổ gà, hố, cành cây, sườn dốc. Do đó, để chúng tiếp cận chiến trường đã khó, đạt được thành tựu còn khó hơn. Vào cuối tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Ukraine cho biết cuộc thử nghiệm đang được tiến hành trên 25 loại robot chiến đấu khác nhau do Ukraine sản xuất, bao gồm cả robot cảm tử. Các phương tiện UGV ngày càng có xu hướng nhỏ hơn để giảm thiểu nguy cơ bị máy bay không người lái phát hiện và chúng thường thô sơ và rẻ tiền. Mục tiêu tổng thể của UGV là thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như tiến vào vị trí của đối thủ để tấn công, buộc họ phải lộ diện, làm mồi cho các cuộc tấn công của UGV khác hoặc drone trên không. Mới đây, hãng thông tấn TASS dẫn lời thiếu tướng Apti Aladinov, chỉ huy lực lượng biệt kích mắt phó cục trưởng cục chính trị và quân sự của lực lượng vũ trang Nga cho biết, quân đội Nga đã tạo ra hệ thống phòng thủ đa tầng ở Kursk. Ông tuyên bố, Nga đã thiết lập một số tuyến phòng thủ. Dựa trên điều này, tôi nghĩ rằng đối phương đã nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này. Họ thậm chí không thể tiến qua phòng tuyến đầu tiên của chúng tôi, nơi chúng tôi đang hiện diện. Ông Alaudinov nhấn mạnh, ngay cả những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng đưa đến khu vực này cũng đang chịu tổn thất nặng nề. Theo tướng Alaudinov, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hầu hết nguồn lực mà họ có khi tiến vào vùng biên giới Kurt của Nga. Trước đó, tướng Alaudinov xác nhận Ukraine bị tổn thất nặng nề khi đưa quân vào cớt Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syzdyk cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch cướp là chuyển hướng lực lượng nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến, chủ yếu là ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đang tiến công mạnh và có nguy cơ kiểm soát Pokrovsk, tuyến hậu cần huyết mạch của Kiev ở miền đông. Tổng thống Putin tuyên bố lực lượng nga đang đẩy lùi binh sĩ Ukraine khỏi cướp, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ nga kể từ Thế chiến II. Ông Putin nhấn mạnh nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương ra khỏi những vùng lãnh thổ này và bảo vệ công dân của chúng ta một cách đáng tin cậy. Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới của Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tấn công ở miền đông Ukraine. Cách đây ít hôm, các chuyên gia nhận định vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu Ukraine có thể giữ vững những vùng đất đã giành được ở Kurt hay không. Chuyên gia quân sự Serhiy Zhuguret của Ukraine cho rằng cuộc phản công của Nga là điều đã được dự đoán từ trước và điều này có thể cho phép Ukraine đạt được một số mục tiêu ban đầu của chiến dịch xâm nhập Kurt. Chuyên gia này viết, Nga cuối cùng đã thực hiện bước đi mà các nhà hoạch định quân sự của chúng tôi dự đoán khi chuẩn bị cho cuộc tấn công Kurt. Mục đích của Ukraine là buộc đối phương phải triển khai lực lượng từ các khu vực khác, trong đó có cả Poprovsk đến mặt trận mới này. Chúng tôi cũng muốn tạo ra vùng đệm ở gần Sumy và đảm bảo bắn hạ binh sĩ hoặc thu giữ thiết bị quân sự của Nga nhiều nhất có thể. Theo thông tin được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov tiết lộ trong bài báo được Forbes xuất bản. Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 200 cơ sở quân sự ở Nga trong năm qua bằng công nghệ bầy đàn máy bay không người lái. Ông Umerov cho biết các máy bay không người lái UAV của Ukraine đã bay xa hơn 1.000 km đến Murmansk và khu vực Volga phá hủy các nhà máy lọc dầu và sân bay của Nga. Theo ông, những mục tiêu của Nga bị Ukraine nhắm tới gồm các trung tâm điều khiển, sân bay, tàu, hệ thống phòng không và căn cứ quân sự. Ông Umerov nhấn mạnh, Ukraine đã tăng cường năng lực quân sự tầm xa nhiều lần. Đặc biệt trong năm nay, Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hợp đồng mua số UAV trị giá 507,6 triệu đô la Mỹ và đạn dược cho UAV có giá 217,5 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói thêm, các cuộc tấn công gần đây bằng UAV của Ukraine đã buộc Nga phải di rời dàn máy bay quân sự đến các sân bay nằm cách biên giới nga ukraina 250 km. Ông Umerov cho rằng quân đội Ukraine đã chứng minh khả năng tiên phong trong công nghệ UAV, sử dụng các phương thức sáng tạo để làm suy si yếu lợi thế về đạn dược và nhân sự của quân đội Nga. Cụ thể, Ukraine đã sử dụng UAV tấn công từ trên không để đâm vào trực thăng Nga hoặc giải kim loại nóng chảy xuống các vị trí dưới mặt đất. Ngoài ra, xuồng không người lái USV của Ukraine đã trở thành công cụ chính để làm suy yếu sự thống trị của Hải quân Nga ở Biển Đen. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng số lượng các cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga. Trong một số cuộc tấn công, Ukraine còn huy động cùng một lúc hơn 100 UAV để chống lại Nga. Ở một diễn biến khác, mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có các bệ phóng hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn chùm và xe chiến thuật hạng nhẹ. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ Mỹ cam kết bảo vệ Ukraine trước Nga và sẽ triển khai khoản hỗ trợ mới này nhanh nhất có thể. Ông Blinken cũng nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với Kiev, đồng thời nói thêm rằng Mỹ và Liên minh quốc tế mà chúng tôi đã tập hợp sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Gói viện trợ bao gồm đạn dược và các thiết bị hỗ trợ cho HIMARS, đạn chùm và đạn pháo, xe bọc thép và xe hạng nhẹ, vũ khí hạng nhẹ và vũ khí chống thiết giáp như tên lửa Javelin và TLW kép cũng như tên lửa chống tăng AT-4. Gói viện trợ mới nhất cũng bao gồm phụ tùng thay thế, thiết bị phụ trợ, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển. Truyền thông đưa tin, Mỹ sắp công bố gói viện trợ trị giá 8 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, trong đó có bom lượn. Đây sẽ là một trong những cam kết viện trợ quân sự lớn nhất mà Kiev nhận được từ Washington trong 31 tháng qua, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi đầu năm 2022. Bom lượn là những quả bom từ thời Liên Xô được gắn cánh và hệ thống dẫn đường để bay quãng đường dài với độ chính xác nhất định, cho phép các máy bay chiến đấu Nga thả chúng cách xa tầm với của hệ thống phòng không của Ukraine. Vũ khí được xem là cơn ác mộng của Ukraine bởi sức công phá lớn và khó bị đánh chặn, từng giúp Nga đạt được nhiều lợi thế trong các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine. Kiev đang mong muốn được sở hữu loại bom có cánh nặng khoảng 500 kg, tương đương 1.100 pounds cho phi đội tương lai của mình, gồm 85 máy bay chiến đấu F-16 cũ được châu Âu viện trợ. Tuy nhiên, bom lượn sẽ không được vận chuyển đến Ukraine trong một sớm một chiều, bởi Mỹ cần phải thông qua nhiều điều kiện nghiêm ngặt trước khi dự luật viện trợ có được chữ ký của người đứng đầu Nhà Trắng. Gói viện trợ này được thực hiện thông qua quyền rút vốn đặc biệt của Tổng thống PDA, một cơ chế cho phép Tổng thống Joe Biden huy động khí tài quân sự để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp mà không cần sự chấp thuận của quốc hội pda chỉ là một trong những thẩm quyền chi tiêu mà nhà trắng sử dụng để gửi vũ khí đến ukraine chính quyền cũng khai thác một quỹ riêng theo sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine usai chi tiền cho các nhà thầu mỹ để chế tạo vũ khí hoàn toàn mới trong khoảng thời gian kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm và vận chuyển chúng đến ukraine sau khi hoàn thành vũ khí được viện trợ theo cơ chế pda thường là vũ khí cũ nhưng được vận chuyển nhanh vũ khí do USAI tài trợ thường mới nhưng có tốc độ vận chuyển chậm hơn. Kể từ năm 2022, Quốc hội đã phê duyệt 33 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho USAI và 46 tỷ đô la Mỹ cho PDA. Tuy nhiên, gói tài trợ PDA sẽ hết hạn vào cuối năm tài khóa 2024, chính xác là vào ngày 30 tháng 9. Quốc hội có thể gia hạn gói tài trợ này, song cần có đủ số phiếu từ đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện, điều này rất khó thực hiện do sự chia rẽ bên trong nội bộ Mỹ, đặc biệt tại thời điểm cuộc bầu cử tháng 11 đang tới gần. Trước đó, gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ chỉ mới đến tay Kiev vào đầu năm nay, sau 6 tháng bị đóng băng tại Hạ viện. Theo các nhà quan sát, cuộc phong tỏa tại Hạ viện đã làm cho lực lượng Ukraine bị thiếu hụt đạn dược quan trọng vào thời điểm then chốt trong xung đột với Nga. Đây được coi là một trong những yếu tố khiến Nga giành được quyền kiểm soát Adipka. Trước thách thức như vậy, Nhà Trắng đã đưa ra kế hoạch chi tiết toàn bộ số tiền còn lại của PDA trước thời hạn 30 tháng 9, trong khi các khoản được rút ra từ PDA gần đây chỉ khoảng vài trăm triệu đô la Mỹ thì các khoản được rút vào phút chót sẽ lớn hơn nhiều, đặc biệt là khoản cuối cùng được công bố vào ngày 26 tháng 9. Nhà Trắng đang thực sự rút bớt vũ khí từ kho dự trữ của mình để chuyển giao cho Ukraine trước cả khi Kiev yêu cầu Mỹ viện trợ thêm những loại vũ khí này. Đây là cách khả thi nhất để Tổng thống Biden tận dụng các khoản tiền PDA trước khi chúng hết hạn. Nếu ứng viên đại diện Đảng Cộng Hòa tái đắc cử trong năm nay, có thể sẽ không có khoản PDA nào tiếp theo dành cho Ukraine. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK trụ sở ở Mỹ cho thấy các lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV có giá thành rẻ để đánh chặn những chiếc drone đắt tiền hơn của đối phương. Theo giới phân tích, việc Nga tạo áp lực mạnh mẽ lên hệ thống phòng không của Ukraine đã cho phép Moscow mạnh dạn vận hành các hệ thống trinh sát và giám sát ISR cao cấp hơn trên chiến trường. Trong khi đó, Kiev không có đủ hệ thống phòng không để bắn hạ tất cả UAV trinh sát Nga và họ cũng không muốn sử dụng những tên lửa đắt tiền để đối phó với các loại UAV như Orlan 10. Bởi vậy, việc sử dụng UAV FPV giá rẻ có hiệu quả về chi phí, tiết kiệm kho đạn phòng không cho những mục tiêu giá trị cao hơn. Theo nhà phân tích về Nga tại ISVK Riley Bailey, ông mô tả về lực lượng Ukraine sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV giá rẻ có sẵn để đánh chặn UAV trinh sát đắt tiền hơn của Nga là một diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là khi chưa có bằng chứng nào cho thấy lực lượng Nga làm điều tương tự. Điều này cho thấy lực lượng Ukraine có thể có lợi thế về công nghệ, mặc dù đó chưa phải là lợi thế mà họ triển khai ở quy mô lớn. Tuy nhiên giải pháp này rất có tiềm năng, đặc biệt là khi xét đến những thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt. Cả Nga và Ukraine đều liên tục phát triển các loại UAV mới và những phương pháp mới để sử dụng chúng, cũng như cách thức mới để đánh bại UAV của đối phương. ISV kép nhận định việc Ukraine sử dụng UAV FPV ở quy mô lớn dọc tiền tuyến đã buộc Nga phải tìm cách ứng phó. UAV trinh sát đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp Nga quyết định nhắm bắn vào mục tiêu nào của Ukraine. UAV chỉ điểm cho các đơn vị pháo binh biết nơi tập trung binh sĩ và thiết bị, cũng như nơi các cuộc tấn công được lên kế hoạch. Từ đó pháo binh sẽ thực hiện nhiệm vụ đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương. Nga đã tận dụng những hạn chế về phòng không của Ukraine và triển khai nhiều UAV cánh cố định thậm chí còn đưa chúng vào sâu bên trong các khu vực hậu phương của Ukraine. Điều này giúp Nga cải thiện độ chính xác của các cuộc tấn công. Nhà phân tích về Nga tại ISV Riley Bailey cho hay, cả lực lượng Nga và Ukraine đều đang cố gắng thử nghiệm và triển khai công nghệ mới để giúp họ có lợi thế trên chiến trường và sau đó mở rộng quy mô trước khi đối thủ có thể làm điều tương tự hoặc nhanh chóng đưa ra các biện pháp đối phó với khả năng mới đó. Ông Bailey nhận định, Ukraine đi trước Nga khi nói đến công nghệ UAV, bao gồm cả việc họ là nước đầu tiên sử dụng UAV FPV ở quy mô lớn dọc tiền tuyến và lực lượng Nga đã phải bắt kịp điều đó. Theo Reuters, cơ quan tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết một thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine đã thả một quả đạn xuống khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine mặc dù không có thiệt hại nào. Từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhà máy điện Zaporizhia đã nhiều lần bị tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái UAV. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau là thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công. Hồi tháng trước, nhà máy điện này tiếp tục nhận thiệt hại khi một đám cháy đã được ghi nhận ở tháp giải nhiệt. Tuy nhiên, người chuyên trách về truyền thông của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bà Evgenia Yashina cho biết tháp giải nhiệt này không tham gia vào việc làm mát. Vì vậy, vụ cháy không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy. Trước đó, thống đốc tỉnh Zaporizhia do Nga chỉ định, ông Evgeny Balitsky cho biết cả 6 tổ máy của nhà máy đều ở trạng thái ngừng hoạt động, không có nguy cơ nổ hơi nước, trong khi mức phóng xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và thành phố Enegoda vẫn bình thường. Trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thường xuyên gặp tổn thương và có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân trong khu vực, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã lên tiếng cảnh báo cả Nga và Ukraine nên kiềm chế để tránh hậu quả đáng tiếc. Cho đến đầu tháng 9, Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã đến thăm và đánh giá tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang rất phức tạp, song khẳng định IAEA đang cố gắng ổn định tình hình và xem xét các vấn đề kỹ thuật trong khu vực. Phát biểu trong chuyến thăm nhà máy Zaporizhia, ông Grossi đánh giá tình hình tại đây đang rất mong manh bởi các hoạt động quân sự của Moscow và Kiev. Bên cạnh đó, ông Grossi cũng đã xem xét hiện trường vụ hỏa hoạn tại một trong những tháp làm mát của nhà máy kể trên và xác định ngọn lửa không xuất phát từ bản thân tháp này, qua đó làm gia tăng khả năng về việc khu vực trên đã bị tấn công. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã nằm trong tầm kiểm soát của các quân đội Nga kể từ tháng 3 năm 2022 và hiện cũng vẫn nằm gần khu vực tiền tuyến giữa hai bên giao tranh. Theo tổng thống Volodymyr Zelensky, trong hai tuần đầu tiên của tháng 9, Nga đã phóng hơn 640 máy bay không người lái UAV Shahed vào các thành phố của Ukraine. nguồn cung vũ khí của Nga có vẻ sẽ khó cạn kiệt khi các vi mạch chất bán dẫn và các thiết bị vi điện tử khác từ Trung Quốc, Mỹ và EU vẫn đang được tìm thấy trong xác những chiếc UAV và tên lửa của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Ông Vladislav Vlasiuk, cố vấn thân cận của Tổng thống Zelensky cho biết Moscow vẫn đủ khả năng bổ sung vũ khí cho các mặt trận hiện đang tham chiến, mặc dù các lệnh trừng phạt cũng phần nào cản trở điều này. Ông Vlasiuk trả lời phỏng vấn tờ Euronews rằng Nga vẫn có thể mua linh kiện từ các nước khác và tự sản xuất vũ khí, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái. Tin mừng là Moscow sẽ nhận được ít linh kiện hơn mức họ muốn, đồng thời phải trả một mức giá cao hơn nhiều. Ông cho biết một trong những bước quan trọng để nâng giá linh kiện là xác định danh sách các sản phẩm ưu tiên trên chiến trường do Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Pháp y Kiev thực hiện. Viện Giám định Pháp y Kiev KSRIFE là một trong số các tổ chức của Ukraine được giao nhiệm vụ nghiên cứu vũ khí Nga nhưng đây là cơ sở quy mô lớn nhất. Trong thời bình, cơ quan hơn 100 năm tuổi tập trung vào công tác pháp y, phục vụ điều tra tội phạm. Kể từ khi chiến sự bùng phát, ít nhất một nửa công việc của viện đã chuyển sang hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga. Bà Natalia Nestor, phó giám đốc KSRIFE cho biết, trong suốt năm ngoái, các chuyên gia của viện đã tiến hành khoảng 30.000 nghiên cứu liên quan đến vũ khí Nga bao gồm các loại tên lửa mà Nga sử dụng để tấn công Ukraine như Iskander, Kinza, Kalib, KH-101, KH-55, KH-59 và nhiều loại khác. Ngoài ra, các chuyên gia quân sự cũng đánh giá cao sự thích ứng của Nga trong việc chế tạo vũ khí. Các chuyên gia KSRIFE thường xuyên tìm thấy nhiều linh kiện khác nhau được sử dụng với cùng một chức năng trong nhiều loại vũ khí. Moscow đang nỗ lực tăng cường hiệu suất sản xuất máy bay không người lái trong nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ủy ban Công nghiệp Quân sự thảo luận về giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình này. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin cũng tuyên bố các công ty Nga đã cung cấp khoảng 140.000 UAV cho quân đội vào năm 2023. Vào năm 2025, sản lượng dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần, đạt mốc 1,4 triệu UAV. Nguồn viện trợ vũ khí từ phương Tây chảy vào Ukraine vẫn đang nhỏ giọt trong khi yêu cầu mở rộng phạm vi tấn công vào sâu lãnh thổ Nga của Kiev vẫn chưa được Mỹ chấp thuận. Đức là một trong những quốc gia viện trợ quân sự hàng đầu cho Kiev kể từ khi nổ ra xung đột với Moscow hồi cuối tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Berlin đã ra tín hiệu thay đổi chính sách đối với Ukraine vào tháng trước, khi liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân Chủ Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Tự Do thông qua một thỏa thuận sơ bộ về dự thảo ngân sách năm 2025. Nội dung thỏa hiệp do Politico tiết lộ cho thấy Đức sẽ cắt giảm viện trợ quân sự mới cho Ukraine từ 8 tỷ euro xuống còn 4 tỷ euro để thực hiện các ưu tiên chi tiêu khác. Cho đến nay, Anh vẫn chưa bật đèn xanh cho phép tên lửa Storm Shadow do nước này sản xuất hiện diện trên không phận của Nga. Thủ tướng Kei mới đây cho biết kế hoạch chiến thắng của Ukraine không chỉ xoay quanh mỗi Storm Shadow, đồng thời dự định sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp sắp tới. Mỹ cũng chưa cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Atak MS để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với nhận định rằng một số lượng Atak MS khó có thể tạo nên bước đột phá lớn trên chiến trường. Bên cạnh đó, Washington cũng lo ngại về những phản ứng mạnh mẽ hơn từ Moscow nếu Ukraine nhận được cái gật đầu từ Mỹ. Theo tờ Neza Vissimaya Gazeta của Nga, khi mối quan hệ Nga-Iran ngày càng được củng cố trong thời gian gần đây, tuyên bố của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về việc Iran không ủng hộ kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine đã khiến Điện Kremlin phải đưa ra phản hồi. Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã lên tiếng trấn an Tehran rằng Moscow sẵn sàng làm rõ lập trường của mình về cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định sự tương tác tích cực và mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Ông Peskov cũng ghi nhận lập trường độc lập của Iran, ám chỉ rằng hai quốc gia vẫn duy trì một mối quan hệ vững chắc dù có sự khác biệt về quan điểm trong một số vấn đề. Ông Peskov nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích lập trường của mình và mọi thứ liên quan đến cuộc xung đột xung quanh Ukraine cho những người bạn Iran của chúng tôi. Ông lưu ý rằng hai nước đã có tương tác rất tích cực trong nhiều lĩnh vực và Tổng thống Pezeskian đã bày tỏ lập trường có chủ quyền của Iran. Ông Pezeskian đã phủ nhận việc Tehran cung cấp tên lửa cho Nga và phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York Mỹ rằng ông sẵn sàng đối thoại với phương Tây. Ông Pezkesian cho biết trong bài phát biểu được AFP trích dẫn rằng, "Chúng tôi sẵn sàng ngồi lại với phía châu Âu và Mỹ để đối thoại và đàm phán. Chúng tôi chưa bao giờ chấp thuận hành động quân sự của Nga ở Ukraina." Theo các chuyên gia Nga, việc Tổng thống Pezkesian lên tiếng phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina có thể được hiểu là một nỗ lực của Tehran nhằm cải thiện quan hệ với phương Tây. Chuyên gia Nikita Smagin của hội đồng các vấn đề quốc tế Nga nhận định, vào thời điểm này, tất cả những tuyên bố trên đều nhằm mục đích cho phương Tây thấy rằng Iran đã sẵn sàng xem xét lại mối quan hệ với họ và có khả năng xóa bỏ mối quan hệ cũ. Chuyên gia Smagin lưu ý thêm rằng, việc Iran lên tiếng phản đối hành động của Nga ở Ukraina cũng có thể là một bước đi chiến thuật nhằm tránh bị cuốn vào cuộc đối đầu toàn diện với phương Tây, đặc biệt là Mỹ, mặc dù mối quan hệ giữa Tehran và Moscow đã trở nên gần gũi hơn. Trong những năm gần đây, nhưng Iran vẫn cố gắng duy trì một số khoảng cách để có thể điều chỉnh mối quan hệ của mình tùy thuộc vào tình hình quốc tế. Trong khi đó, tại cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga, tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ điều chỉnh học thuyết hạt nhân của nước này, tài liệu xác định thời điểm Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để giải quyết các mối đe dọa và rủi ro quân sự mới. Đặc biệt, ông Putin cho biết, Nga sẽ coi hành động tấn công Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân là cuộc tấn công chung vào Liên bang Nga. Ông Putin cũng cho biết Moscow sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân ngay cả khi đáp trả một cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí thông thường, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền của Nga. Học thuyết hiện tại của Nga cho rằng sự gian đe hạt nhân của Nga chủ yếu nhắm vào các quốc gia và liên minh có vũ khí hạt nhân và có một cách diễn đạt khác cho các vụ tấn công thông thường có thể kích hoạt việc sử dụng hạt nhân, chỉ rõ rằng một cuộc tấn công như vậy phải đe dọa sự tồn vong của nhà nước. Ông Putin mô tả học thuyết mới là bản thảo và Điện Kremlin sẽ không công bố ngay lập tức. Hãng thông tấn TASS vừa qua đưa tin hai tàu ngầm chiến lược Hoàng đế Alexander Đệ Tam và Krasnoyarsk của Nga đã hoàn thành chuyến đi từ hạm đội phương Bắc đến căn cứ Vilyuchinsk của hạm đội Thái Bình Dương ở bán đảo Kamchatka. Tổng tư lệnh Hải quân Alexander Moiseyev và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pavel Fratkov đã có mặt chào đón hai tàu ngầm chiến lược này và chúc mừng các thủy thủ đã hoàn thành chuyến xuất kích ở Bắc Cực. Phát biểu tại lễ đón tàu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Fratkov nhấn mạnh các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất đã hoàn thành chuyến đi khó khăn dưới băng và đã đến căn cứ chính của hạm đội Thái Bình Dương. Đây là những tàu ngầm hiện đại và hoạt động trong hạm đội Thái Bình Dương để thực hiện các nhiệm vụ gian đe chiến lược, duy trì tăng cường tiềm lực chiến đấu cũng như sức mạnh quân sự của Nga. Trong khi đó, Tổng tư lệnh Moshe nhấn mạnh, tôi muốn lưu ý rằng hệ thống đào tạo tàu ngầm hiện có, trường đào tạo điều hướng dưới băng và mức độ sẵn sàng của các sở chỉ huy ở mọi cấp của hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương cho phép các tàu xuất kích nhanh chóng và chất lượng, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng và có trách nhiệm như vậy. Tàu ngầm tuần dương chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Hoàng đế Alexander Đệ Tam được đóng theo dự án lớp Borei 955-955A Tàu được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava. Trong khi đó, Krasnojarsk là tàu ngầm thứ tư của dự án lớp Yasen 885, 885M. Tàu được trang bị tên lửa chống hạm Onyx hoặc tên lửa Kalip PL. Các tàu ngầm được đóng tại xưởng Shipmast ở Severodvinsk. Cần lưu ý thêm, chuyến đi của hai tàu này xảy ra sau cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Ocean 2024, trong đó hải quân Trung Quốc tham gia cùng với Nga. Hơn 40 tàu chiến, 120 máy bay và trực thăng cùng khoảng 90.000 quân nhân đã tham gia vào các cuộc tập trận này. Quy mô sự kiện bao phủ Thái Bình Dương và Bắc Cực, cũng như các vùng biển, địa Trung Hải, Baltic và Caspi, Hoa Kỳ và các đồng minh đã theo dõi chặt chẽ. Sau cuộc tập trận, Thứ trưởng Không quân Mỹ, bà Melissa Dalton đã nói về mối đe dọa an ninh quốc tế chưa từng có đối với Washington. Bà Dalton nhấn mạnh, Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta phải đối mặt cùng lúc với hai đối thủ chiến lược là các cường quốc hạt nhân với kho vũ khí lớn và ngày càng phát triển. Hãng tin Reuters của Anh dẫn ba nguồn tin phương Tây và Trung Đông cho biết Iran đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán bí mật đang diễn ra giữa Nga và lực lượng hầu thi ở Yemen nhằm chuyển giao tên lửa chống hạm khét tiếng của Moscow cho nhóm chiến binh này. Bảy nguồn tin khác nói với Reuters rằng Nga vẫn chưa quyết định chuyển giao tên lửa Iakon hay còn được gọi là P800 Onyx cho Houthi. Theo các chuyên gia, tên lửa Yakon sẽ cho phép Houthi tấn công chính xác hơn vào các tàu ở Biển Đỏ, từ đó gia tăng mối đe dọa cho các tàu chiến Mỹ và châu Âu tại đây. Hai quan chức khu vực nắm rõ các cuộc đàm phán cho biết, đại diện Houthi và Nga đã gặp gỡ ít nhất hai lần trong năm nay tại Tehran. Các cuộc đàm phán để cung cấp hàng chục tên lửa với tầm bắn khoảng 300 km vẫn đang diễn ra. Những cuộc họp tiếp theo liên quan tới chủ đề này dự kiến sẽ diễn ra tại Tehran trong các tuần tới. Cũng trong diễn biến liên quan hồi tháng 7, trong chiến lược đáp trả của mình, Điện Kremlin đã xem xét cung cấp cho quân nổi dậy ở Yemen những loại vũ khí đáng gờm như một phần nhằm tăng cường mối quan hệ với các nhóm vũ trang chống phương Tây. Đáng chú ý, theo trang Bulgarian Military, trong một bài báo ngày mùng 3 tháng 7 đã chỉ ra khả năng lực lượng hầu thi được Iran hậu thuẫn ở Yemen có thể nhận tên lửa P-800 Onyx từ Nga. Các nhà phân tích của ấn phẩm viết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể củng cố tình thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược của phương Tây bằng cách trang bị cho lực lượng vũ trang hầu thi loại tên lửa hiện đại này. Theo Reuters, Nga và Iran đã vun đắp mối quan hệ quân sự chặt chẽ trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Đầu tháng này, Mỹ cáo buộc Iran đã chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn để Moscow sử dụng nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine. Theo ba nguồn tin của Reuters một trong những lý do khiến Nga cung cấp vũ khí cho Houthi có thể liên quan tới khả năng các quốc gia phương Tây đang cân nhắc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một quan chức Mỹ nói, các cuộc đàm phán giữa Nga và Houthi có vẻ liên quan tới lập trường của chúng tôi ở Ukraine và những gì chúng tôi sẵn sàng hoặc không sẵn sàng làm đối với yêu cầu của Kiev về việc dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp nhằm tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga. Nếu đúng như vậy, thì đây là động thái liên quan đầu tiên của Nga kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 cảnh báo rằng Moscow có thể chuyển giao vũ khí tầm xa tiên tiến, tương tự như những vũ khí mà Mỹ và đồng minh đưa tới Ukraine cho các đối thủ của phương Tây trên khắp thế giới. Theo tờ Pravda của Ukraine, trong một tuyên bố cứng rắn vừa qua, Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ ý tưởng để một phần lãnh thổ Ukraine nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga nhằm kết thúc cuộc xung đột. Quan điểm này được công bố trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Ukraine, trong đó nhấn mạnh rằng Ukraine không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc từ bỏ lãnh thổ hay để Nga tạm thời chiếm đóng bất kỳ vùng đất nào. Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Ukraine được đưa ra sau khi Tổng thống Séc Pat Pavel trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times đề cập đến khả năng một số vùng lãnh thổ của Ukraine có thể nằm dưới sự kiểm soát tạm thời của Nga sau khi xung đột kết thúc. Ông Pavel nhận định rằng Ukraine có thể phải chấp nhận thỏa hiệp với một số khu vực vẫn thuộc quyền kiểm soát của Nga để đổi lấy kết thúc cuộc xung đột. Ông cũng cảnh báo rằng việc kỳ vọng quá cao về một chiến thắng toàn diện của Ukraine trong ngắn hạn có thể nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ nước này sẽ tiếp tục kiên trì với công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky, trong đó điều kiện tiên quyết là Nga phải rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ có chủ quyền của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận. Bộ này cũng khẳng định những giải pháp nửa vời sẽ không mang lại hòa bình thực sự mà chỉ làm kéo dài cuộc chiến và gây thêm tổn thất về sinh mạng, tự do và các giá trị chung. Phản ứng trước sự chỉ trích từ Kiev, Tổng thống Pavel giải thích rằng ông không phản đối mục tiêu cuối cùng của Ukraine là khôi phục toàn bộ chủ quyền lãnh thổ nhưng ông cũng cảnh báo về thời gian và cái giá phải trả để đạt được điều đó. Nhà lãnh đạo Séc lưu ý, một chiến thắng quân sự của Ukraine có thể phải đánh đổi với thiệt hại nặng nề về sinh mạng và tài sản. Điều này đặt ra câu hỏi về tính hợp lý của những giải pháp bạo lực kéo dài. Trước đó, Séc, quốc gia với khoảng 10 triệu dân nằm giữa Đức và Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Bằng cách sử dụng các mối quan hệ từ thời chiến tranh lạnh, Séc thu mua khoảng 800.000 quả đạn pháo từ nhiều bên và xác định khoảng 700.000 quả đạn khác có thể mua thêm. Số đạn pháo mà Séc đã thu mua gồm 300.000 quả theo chuẩn Liên Xô và Nga cùng nửa triệu quả theo chuẩn NATO. Các quan chức Séc cho biết họ cần 3,3 tỷ đô la Mỹ để mua tổng cộng 1,5 triệu quả đạn pháo cho Ukraine. Không giống Mỹ, Pháp và Đức, các quốc gia chủ yếu tăng sản lượng trong nước để cung ứng cho Ukraine. Các quan chức Séc nói sáng kiến của nước này đã tập trung vào săn tìm các kho vũ khí nằm giải rác khắp nơi. Họ âm thầm đi khắp thế giới để ký hợp đồng mua bán và xin giấy phép xuất khẩu từ nhiều quốc gia. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, tại triển lãm ADEX 2024 được tổ chức tại Azerbaijan, Nga dự kiến sẽ giới thiệu hàng loạt vũ khí tối tân nhằm mục đích tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu. Tại triển lãm ADEX 2024 được tổ chức tại Baku, Azerbaijan, Nga sẽ giới thiệu phiên bản UAV cảm tử Lancet E do công ty Rosoboronexport có trụ sở tại Moscow phân phối. Tổng giám đốc công ty quốc phòng Rosoboronexport, ông Alexander Mikheyev cho biết, Rosoboronexport trưng bày tại triển lãm những mẫu vũ khí hiện đại phổ biến nhất đã chứng minh được hiệu quả cao trong các trận chiến tại triển lãm. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên bên ngoài nước Nga tổ hợp máy bay không người lái cảm tử Lancet E, phiên bản xuất khẩu và hệ thống đối kháng điện tử mới nhất chống UAV sẽ được trình diễn quan chức trên nhấn mạnh rằng sản phẩm chủ lực là tổ hợp Lancet E của Rosoboronexport sẽ đảm bảo tiêu diệt mọi phương tiện như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, thiết bị kỹ thuật, sở chỉ huy, hàng không với xác suất trúng mục tiêu cao. Lần đầu tiên Lancet E được giới thiệu là ở diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024 diễn ra đầu tháng 8 năm nay. Lancet E là phiên bản xuất khẩu của UAV cảm tử Zala Lancet Vốn đã được sử dụng rộng rãi ở Ukraine, được phát triển và sản xuất bởi công ty JSC Eroska. Lancet E gồm máy bay không người lái trinh sát Z16E UAV và hai phương tiện mang đạn có điều khiển được gọi là Isdelie 51E và Isdelie 52E. Mỗi phương tiện có tầm bay riêng biệt và trọng lượng cất cánh tối đa khác nhau. Lancet E có thiết kế cánh chữ X và một cánh quạt đẩy nhỏ giúp UAV khó bị phát hiện bởi radar của đối phương. Rosoboronexport dự kiến Lancet e có thể được xuất khẩu với số lượng vượt 1.000 chiếc. Dòng Lancet bao gồm nhiều biến thể khác nhau như Lancet 1 và Lancet 3, chủ yếu khác nhau về tải trọng và thời gian bay. Lancet 3 có thể mang đầu đạn nặng 5 kg và có thời gian bay khoảng 40 phút với tầm hoạt động hơn 40 km. Các bản nâng cấp gần đây cho thấy hệ thống Lancet còn có một bệ phóng có khả năng triển khai nhiều máy bay không người lái và hệ thống liên lạc nâng cao bất chấp những thách thức như lệnh trừng phạt và tình trạng thiếu hụt phụ tùng, việc sản xuất lan xét vẫn tiếp tục với các quy trình sản xuất thích ứng linh hoạt. Cũng tại sự kiện triển lãm ADEX 2024 tại Baku, công ty Rosoboronexport cũng sẽ giới thiệu máy phát nhiễu cỡ nhỏ RP377VM1 Lesotech. Đây là thiết bị đối kháng điện tử thế hệ mới nhất, có khả năng ngắt kênh điều khiển vô tuyến của thiết bị nổ tự chế hay kênh dẫn đường vệ tinh của máy bay không người lái thương mại. RP377VM1 đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế và cho thấy hiệu quả cao trong việc bảo vệ các phương tiện như xe bọc thép trước đòn tấn công của máy bay không người lái cảm tử dạng FPV. Nhà xuất khẩu vũ khí Nga cho biết thêm, trong phân khúc chống UAV, Rosoboronexport cũng trưng bày sản phẩm RB-504PE giúp phát hiện và ngăn chặn các kênh liên lạc cũng như điều hướng của UAV kể cả ở chế độ tự động. Ngoài ra, trong triển lãm ADEX 2024, Rosoboronexport sẽ giới thiệu mô hình tiêm kích đa năng siêu cơ động Su-35, trực thăng tấn công và trinh sát K-52E, trực thăng vận tải đa dụng Mi-17V5 và UAV trinh sát Orlan-10E. Đối với vũ khí mặt đất, công ty Nga này trưng bày xe tăng T-90MS, xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng BMPT Terminator và pháo tự hành bánh xích 2S-19 MSTAS hiện đại hóa. Một sản phẩm rất đáng chú ý khác, đó là mô hình hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S 400 Trium sẽ được trình bày trong khu vực dành cho vũ khí phòng thủ. Cuối cùng, Rosoboronexport xác nhận sẽ trình diễn hệ thống tên lửa ven biển Rubes ME. Đây là phiên bản rút gọn của Ban E khi tích hợp cả các ống phóng và radar điều khiển hỏa lực trên cùng một xe mang phóng tự hành. Mới đây, theo đài RT, trong thư gửi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson viết Tôi yêu cầu ông ngay lập tức sa thải đại sứ Ukraine tại Mỹ, Oksana Makarova. Bức thư được gửi sau khi bà Makarova đã tổ chức sự kiện tại bang Pennsylvania. Ông Johnson viết trong bức thư Địa điểm diễn ra ở một bang chiến trường tranh cử do một đại diện chính trị hàng đầu của bà Kamala Harris dẫn dắt và không có sự tham gia của thành viên Cộng hòa nào vì có chủ ý không mời họ. Ông còn khẳng định Hành động này rõ ràng là một sự kiện mang tính đảng phái nhằm hỗ trợ đảng Dân Chủ và là một hành động can thiệp vào cuộc bầu cử. Theo ông Johnson, đảng Cộng Hòa của ông đã mất niềm tin vào khả năng phục vụ của bà Makarova tại Mỹ và cho rằng bà nên bị cách chức ngay lập tức. Ông cũng lưu ý rằng mặc dù cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều ủng hộ Ukraine chống Nga nhưng nhấn mạnh mối quan hệ của chúng ta không cần thiết phải bị thử thách và tổn hại không đáng có. Bình luận này được đưa ra khi tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức ở Kiev có những phát ngôn không tốt về các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trên truyền thông. Ông Johnson kêu gọi những sự việc này không thể tiếp diễn, đồng thời thúc giục tổng thống Zelensky hành động ngay lập tức. Lá thư của ông Johnson xuất hiện sau khi một số nhà lập pháp Cộng hòa kêu gọi mở một cuộc điều tra của Quốc hội về chuyến thăm của ông Zelensky, cáo buộc Đảng Dân chủ đã sử dụng phương tiện quân sự, cụ thể là máy bay đưa tổng thống Ukraine tới Pennsylvania để hỗ trợ không phù hợp cho chiến dịch tranh cử của bà Harris. Chưa dừng lại ở đó, theo CNN, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra chỉ trích công khai đối với Tổng thống Ukraine liên quan đến cuộc xung đột với Nga từ khi giao tranh bắt đầu. Ông Trump nói với người ủng hộ trong cuộc vận động cử tri ở thành phố Mill Hill, bang Bắc Carolina rằng những thành phố đã biến mất và chúng ta tiếp tục trao tặng hàng tỷ đô la Mỹ cho một người từ chối thực hiện một thỏa thuận. Không có thỏa thuận nào mà ông ta có thể thực hiện mà không tốt hơn tình hình bây giờ. Các bạn đang thấy một đất nước đã bị tàn phá, không thể nào được tái xây dựng. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vì tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông cũng lặp lại tín hiệu rằng sẽ chấm dứt viện trợ của Mỹ cho Ukraine nếu tái đắc cử. Ông Trump nói về Tổng thống Zelensky rằng mỗi lần ông ấy đến nước ta, ông ấy rời đi với 60 tỷ đô la Mỹ. Ông ấy có lẽ là người bán hàng tài ba nhất trên trái đất nhà lãnh đạo Ukraine đang ở Mỹ để dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Song theo CNN, ông không có kế hoạch gặp ông Trump. Vừa qua, trang tin tức quân sự Avia.pro cho biết quân đội Belarus đã điều một máy bay chiến đấu từ sân bay Baranovichi di chuyển về hướng đông nam đất nước này đến khu bảo tồn sinh thái và bức xạ Polisie. Sau khi nhận được báo cáo về một máy bay không người lái UAV cảm tử từ khu vực Chernihiv của Ukraine xâm nhập vào vùng Gomen của Belarus. Dữ liệu hàng không cho thấy, UAV nói trên đã vượt qua biên giới ở gần khu định cư Liubech và tiếp tục di chuyển sâu hơn vào Belarus. Ngay sau đó, tin tức gần như tương tự cũng được kênh Belarusian Gayun đăng tải, khi cho biết một UAV được cho là của Nga đã bay vào lãnh thổ Gomen của Belarus và đang di chuyển theo hướng đông nam tới Slavutich. Một máy bay chiến đấu của không quân Belarus đã cất cánh để giám sát. Sau đó, UAV đã di chuyển dọc biên giới Belarus-Ukraine theo hướng phía nam về phía hồ chứa Kiev. Tuy nhiên, phía quân đội Belarus chưa liên tiếng đây là UAV của nước nào và cũng không công bố chi tiết về việc đã bắn hạ nó hay chưa. Hồi đầu tháng này, một đoạn video được đăng tải trên Telegram cho thấy những mảnh kim loại bị cháy của các bộ phận được xác định là cánh và thân UAV nằm rải rác xung quanh một khu rừng. Đây là những UAV được cho là của Ukraine bị quân đội Belarus bắn hạ khi đi vào không phận nước này một số UAV đã bay đến Nga và bị bắn hạ gần thành phố Yaroslav. Quân đội Belarus không nêu chi tiết về loại UAV đã bị bắn hạ và địa điểm xuất phát của nó. Báo cáo chính thức cũng không tiết lộ số lượng UAV bị phá hủy. Tuy nhiên, các báo cáo địa phương xác nhận có hai vụ nổ lớn. Theo họ, ít nhất một hoặc hai UAV đã bị phá hủy. Theo phương tiện truyền thông Belarus, UAV bị bắn hạ được trang bị nhiều thiết bị điện tử và thiết bị của NATO, bao gồm một anten chủ động do Mỹ sản xuất và một hệ thống dẫn đường của Bỉ. Trước đó, trang tin The Kiev Independent dẫn lại thông tin từ dự án Belarusian Hajun, kênh thông tin tình báo nguồn mở theo dõi hoạt động quân sự của binh sĩ Nga và Belarus. Tại Belarus, thì lần đầu tiên Minsk thực sự bắn hạ một vật thể bay trong không phận của mình là vụ việc hồi cuối tháng 8 vừa qua. Cụ thể, một UAV của Nga có thể đã bay lạc và đã bị chiến đấu cơ của Belarus bắn hạ sau 20 phút rượt đuổi trên bầu trời. Trong bối cảnh có một vài trường hợp các vật thể bay được xác định là UAV xuất hiện trên bầu trời Belarus, lực lượng vũ trang nước này cho thấy đã sẵn sàng ứng phó với bất kỳ mối đe dọa không phận nào. Ngày 25 tháng 9, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt một thỏa thuận tạm thời để tránh việc chính phủ đóng cửa. Báo The Washington Post cho biết, thỏa thuận đã được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng ở cả hai viện trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 9 để phê duyệt ngân sách mới hoặc bắt đầu đóng cửa các cơ quan liên bang chỉ 5 tuần trước ngày bầu cử. Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 78 phiếu thuận và 18 phiếu chống cho dự luật tạm thời được gọi là nghị quyết tiếp tục CR. Dự luật sẽ duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ ở mức chi tiêu hiện tại cho đến ngày 20 tháng 12, khoảng một tháng rưỡi sau ngày bầu cử. Hạ viện đã nhanh chóng thông qua dự luật vào chiều 25 tháng 9 với tỷ lệ 341 phiếu thuận, trong đó có toàn bộ hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ và 132 hạ nghị sĩ Cộng Hòa và 82 phiếu chống. Dự luật đang được chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden để ông ký ban hành. Việc bỏ phiếu đã được đẩy nhanh vào chiều 25 tháng 9 để các nhà lập pháp rời Washington DC để về nhà trước khi bão Helen đổ bộ tại bang Florida. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer phát biểu, người dân Mỹ có thể thở phào nhẹ nhõm vì cả hai bên đều đã chọn sự hợp tác lưỡng đảng. Quốc hội đang hoàn thành công việc. Ông Schumer nói thêm, Chúng tôi sẽ giữ chính phủ mở cửa, chúng tôi sẽ ngăn chặn các dịch vụ quan trọng của chính phủ bị dừng lại một cách không cần thiết. Chúng tôi sẽ dành thêm thời gian cho những người phân bổ ngân sách để cấp đủ kinh phí cho chính phủ trước khi kết thúc năm. Và tôi đặc biệt vui mừng vì chúng tôi đang hoàn thành công việc với một chút thời gian còn dư ra. Lần gần nhất chính phủ Mỹ đóng cửa một phần là vào cuối năm 2018 đến đầu năm 2019 khi ông Donald Trump còn làm tổng thống. Quốc hội cũng đã phê duyệt hơn 230 triệu đô la Mỹ cho cơ quan mật vụ để tăng cường bảo vệ cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump, người đã phải đối mặt với hai âm mưu ám sát và các ứng cử viên khác trong chiến dịch tranh cử. Đây là hành động lập pháp cuối cùng của hơn 500 nhà lập pháp trước cuộc bầu cử. Hầu hết các thành viên của cả hai viện hiện đã trở về bang quê nhà của họ để vận động tranh cử và dự kiến sẽ không trở lại Washington cho đến sau cuộc bầu cử. Tờ The Hill đưa tin cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ nổ súng Nhằm vào văn phòng chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris Và các ứng viên nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ tại Arizona Sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm Khi các phát đạn trúng văn phòng chiến dịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ Tại thành phố Tempe Chỉ vài ngày trước khi bà Harris có kế hoạch vận động tranh cử tại Arizona Cảnh sát Tempe đang điều tra sự việc không có ai trong văn phòng khi xảy ra sự việc và lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực này để điều tra. Ông Sean McEnany, quản lý điều phối chiến dịch của Đảng Dân Chủ tại Arizona cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi biết ơn cảnh sát Temple đã nhanh chóng đến hiện trường và may mắn là không có ai có mặt hoặc bị thương. Chiến dịch của bà Harris gần đây nhất đã tổ chức một sự kiện vận động tranh cử tại Temple vào cuối tháng 8. Bà Harris đã không tham dự sự kiện đó. Lần gần đây nhất bà đến Arizona là vào đầu tháng 8 bạo lực súng đạn đã trở thành chủ đề được nhiều cử tri quan tâm trong kỳ bầu cử năm nay, đặc biệt sau khi ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hai lần bị ám sát hụt. Trong suốt chiến dịch tranh cử, bà Harris đã kêu gọi cấm vũ khí tấn công và kêu gọi các tiểu bang ban hành luật cờ đỏ. Thuật ngữ này ám chỉ luật kiểm soát súng đạn và ngăn chặn sớm các mối nguy từ người sở hữu súng bằng cách cho phép người dân yêu cầu tòa án địa phương tạm thời tước quyền sở hữu súng của một cá nhân nếu người này có dấu hiệu bạo lực hoặc bất ổn tâm lý và có thể gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác. Bà Harris nói với những người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở New Hampshire vào đầu tháng này sau vụ xả súng ở trường học tại bang Georgia, khiến bốn người thiệt mạng rằng chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn ở đất nước chúng ta một lần và mãi mãi. Trước đó trong sự kiện diễn ra tại bang Michigan, Người dẫn chương trình ngôi sao truyền hình Mỹ Oprah Winfrey đã thảo luận với bà Harris về các vấn đề nóng. Bà Winfrey đề cập việc bà Harris sở hữu súng điều mà bà nhiều lần xác nhận. Bà Harris nói nếu ai đó đột nhập vào nhà tôi, họ sẽ bị bắn, sau đó nêu rằng có lẽ tôi không nên nói như vậy, các nhân viên của tôi sẽ giải quyết vấn đề đó sau. Bà Harris nói, trong thời gian dài, một số người đã đưa ra quan điểm sai lầm khi nói rằng bạn chỉ có thể chọn hoặc ủng hộ tu chính án thứ hai hoặc muốn tước đi súng của mọi người, tôi vừa ủng hộ tu chính án thứ hai vừa muốn cấm vũ khí tấn công. Tu chính án thứ hai của Mỹ quy định chính phủ liên bang không có thẩm quyền xâm phạm quyền giữ và mang vũ khí của người dân. Sở hữu súng đạn là một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất tại Mỹ, đặc biệt sau khi xảy ra những vụ xả súng. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý tại Trung Đông. Thưa quý vị, quân đội Mỹ vừa qua đã thừa nhận Houthi đã bắn hạ hai máy bay MQ9 trong hồi giữa tháng 9. Đồng thời quan chức nước này cáo buộc Iran đứng đằng sau hỗ trợ Houthi thực hiện hành động. Quân đội Mỹ gần đây thừa nhận Houthi đã bắn hạ hai máy bay MQ9 trong hồi giữa tháng. Nhóm vũ trang ở Yemen này trước đó đã đăng nhiều hình ảnh dường như cho thấy quá trình ngắm bắn tên lửa, khoảnh khắc trúng mục tiêu và xác của thiết bị trị giá 30 triệu đô la Mỹ một chiếc này. MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho Không quân Mỹ. Có thể bay ở độ cao hơn 15.000 m và hoạt động liên tục trong 24 tiếng. MQ-9 Reaper được lực lượng Không quân Mỹ sử dụng để thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ giám sát, tìm kiếm cứu nạn và tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao và mục tiêu cần phản ứng nhanh. Theo nhà sản xuất, MQ-9 được trang bị hệ thống tự vệ có khả năng phát hiện mối đe dọa và triển khai biện pháp ứng phó vũ khí phòng không của đối phương. Houthi tuyên bố đã bắn hạ 10 chiếc MQ-9 kể từ tháng 10 năm 2023 khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ ở giải Gaza. Tuy nhiên, người phát ngôn lầu năm góc Pat Ryder nói con số này là không chính xác. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết chúng tôi đã nhiều lần chỉ trích Iran vì sự ủng hộ của họ dành cho Houthi và sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác để đảm bảo an toàn cho nhân sự và năng lực của quân đội Mỹ trong khu vực. Ông Michael Grice, thuộc Viện Chính sách Cận đông Washington, nói với đài NBC rằng Houthi đã cải thiện hệ thống phòng không của họ bằng vũ khí chính xác hơn trong những tháng gần đây. Trong đó có nhiều vũ khí từ Iran. Ông Knai cho biết các tên lửa và hệ thống mà Houthi mới nhận được từ Iran bao gồm tên lửa đất đối không 358 và SA-2. Cả hai đều có thể bắn trúng Reaper hoặc máy bay không người lái khác. Quân đội Mỹ gặp nhiều khó khăn khi muốn ngăn chặn một số hệ thống phòng không của Houthi. Lực lượng này thường không dùng radar mà dựa vào hệ thống quang điện để tìm mục tiêu. Thiết bị này không phát tín hiệu radar khi dò tìm và khó bị phát hiện hơn. Iran trước đây đã cử một tàu do thám đến vùng biển gần Yemen để giúp Houthi xác định mục tiêu và các tàu ở biển đỏ. NBC News từng đưa tin Mỹ đã tiến hành tấn công mạng vào con tàu đó để ngăn chặn Iran chia sẻ thông tin tình báo với nhóm Houthi. Vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt hơn 10 thực thể và tàu, thuyền mà nước này cho là có liên quan đến việc vận chuyển dầu thô và khí đốt hóa lỏng của Iran tới Syria và Đông Á. Trong tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết có 4 tàu trong số trên liên quan đến đội tàu của ông trùm vận tải biển Syria, Abdul Jalil Mala, vốn bị Washington áp đặt biện pháp trừng phạt vào năm 2021 và người anh em trai của ông Abdul là ông Louay Al Mala. Ông Louay Al Mala cũng bị đưa vào danh sách đen trong đợt này. Bộ cũng cáo buộc hai anh em nhà Mala tiếp tục sử dụng đế chế vận tải biển của mình để hỗ trợ Iran. Hiện Iran và Syria chưa đưa ra tuyên bố nào về thông tin trên. Iran đang là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba trong OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tá đặt lệnh trừng phạt lên dầu thô với nước này. Ông rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA mà Washington và Tehran đạt được vào năm 2015. Trong hai năm qua, chính quyền của ông Biden đã nỗ lực khôi phục JCPOA nhưng chưa thành công. Vì vậy, Mỹ buộc phải tìm cách ngăn Tehran lách luật để bán dầu ra nước ngoài bằng cách trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và nhiều nước khác. Đòn trừng phạt mới nhất của Mỹ có mục đích chính là để hạn chế sức mạnh kinh tế của Iran và Hezbollah trong bối cảnh Washington đang tìm cách giảm nhiệt căng thẳng tại Gaza. Tuy nhiên, theo tờ Wall Journal nhận định, những đòn trừng phạt hà khắc này đã vô tình tạo ra một nền kinh tế ngầm toàn cầu gắn kết các đối thủ chính của phương Tây với trung tâm là Nga và Trung Quốc. Dù vậy, theo các quan chức phương Tây và dữ liệu hải quan, Bắc Kinh ngày càng thành công trong việc ngăn chặn những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu này bằng cách củng cố quan hệ thương mại với những quốc gia bị trừng phạt khác. Khối các quốc gia bị Mỹ và đồng minh phương Tây trừng phạt hiện có quy mô kinh tế đủ lớn để phòng vệ trước cuộc chiến kinh tế và tài chính của Washington. Họ có thể giao dịch mọi thứ, chứ không chỉ dầu mỏ. Nhu cầu thương mại của khối các nước bị Mỹ trừng phạt luôn được điều chỉnh phù hợp. Ví dụ, một mặt Trung Quốc mua dầu từ ba cường quốc trong OPEC là Nga, Iran và Venezuela với mức giá chiết khấu cao. Đó là một cơ hội bất ngờ đối với quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Nước đã mua hơn 11 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm ngoái để duy trì hoạt động kinh tế. Ngược lại, các quốc gia bán dầu sẽ có doanh thu mà họ cần để mua hàng hóa bị phương Tây và Mỹ hạn chế trong lệnh trừng phạt. Theo tờ The Guardian, Hezbollah cho biết họ đã phóng tên lửa từ Liban nhằm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad của Israel ngay bên ngoài Tel Aviv. Đây cũng là lần tấn công xa nhất của Hezbollah vào lãnh thổ Israel cho đến nay và là động thái đáp trả trực tiếp cho các cuộc tấn công vào máy nhắn tin, bộ đàm tại Liban vừa qua. Hezbollah cũng cáo buộc chính Mossad đã thực hiện các vụ ám sát lãnh đạo của tổ chức này và kích nổ các máy nhắn tin, bộ đàm theo xác nhận của quân đội Israel thì đây cũng là lần đầu tiên Hezbollah thực hiện một cuộc không kích vào thủ đô Tel Aviv của nước này. Bình luận về sự việc, tạp chí Breaking Defense đánh giá vụ phóng tên lửa nhắm vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad, chứng tỏ phạm vi mục tiêu không kích của Hezbollah đã được mở rộng. Trước các mối đe dọa ngày càng lớn hơn của Hezbollah, giới phân tích quốc tế đặt câu hỏi liệu hệ thống phòng không nhiều lớp mang tên vòm sắt đầy tự hào của Israel có thể bảo vệ nước này trước các đợt không kích dày đặc và liên tục từ kho vũ khí đồ sộ của Hezbollah hay không. Theo đó, nếu nhìn về từ hai góc độ, có thể thấy việc Hezbollah tiếp cận được sâu vào lãnh thổ Israel chứng tỏ sức mạnh vũ trang đáng gờm của tổ chức này. Mặt khác, cũng không loại trừ khả năng vòm sắt cũng đang quá tải trước các cuộc không kích thường xuyên diễn ra trong nhiều năm nay. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS, không giống như kho vũ khí chủ yếu là rocket tầm ngắn của lực lượng Hồi giáo Hamas ở giải Gaza, Hekoola sở hữu một kho vũ khí đồ sộ bao gồm các rocket nhỏ, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và tên lửa dẫn đường với tổng cộng khoảng 120.000 đến 200.000 rocket và tên lửa. Trong khi đó, theo kết luận từ một nghiên cứu kéo dài nhiều năm của viện nghiên cứu chống khủng bố thuộc Đại học Reichman, Israel, Hekoola có thể bắn tối đa 3.000 tên lửa một ngày trong 3 tuần liên tiếp. Theo ý kiến từ nhà nghiên cứu Mesrop Kasemian tại Đại học London Anh, thì ông đã bày tỏ lo ngại những đợt không kích như hiện nay của Hekoola có nguy cơ áp đảo hệ thống vòm sắt, từ đó đe dọa một số mục tiêu quan trọng trên lãnh thổ Israel. Vòm sắt là hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel. Đây là một biện pháp phòng thủ tầm ngắn đã đánh chặn hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái UAV do Hamas và Hezbollah, hai nhóm vũ trang có liên kết với Iran, bắn trong vài năm qua. Biện pháp phòng không này hoạt động dựa vào một hệ thống radar và phân tích để xác định mục tiêu tên lửa có gây ra mối đe dọa hay không. Hệ thống này chỉ triển khai tên lửa đánh chặn nếu xác định tên lửa đang bay tới có nguy cơ nhằm vào một khu vực có dân cư hay cơ sở hạ tầng quan trọng. Các tên lửa đánh chặn được phóng theo phương thẳng đứng từ một dàn phóng di động hoặc bệ phóng cố định. Chúng được thiết kế để đánh chặn tên lửa đối phương ở trên không, tạo ra các vụ nổ và tiếng còi cảnh báo. Vụ phóng tên lửa gần đây của lực lượng Houthi có liên hệ với Iran nhằm vào các mục tiêu ở miền trung Israel là một sự kiện đáng chú ý. Tên lửa đất đối đất vừa được bắn xuất phát từ Yemen và có khả năng vươn tới trung tâm lãnh thổ của Israel là dấu hiệu về một diễn biến đáng lo ngại khác trong môi trường an ninh tại Trung Đông. Yếu tố nâng tầm quan trọng của diễn biến mới này thực ra không phải là một cuộc tấn công liên tiếp với nhiều tên lửa phóng cùng lúc, mà lại chỉ là một quả tên lửa nhưng được nhắm cẩn thận. Ngay tại Israel, những hệ thống phòng không hiện đại mà ít quốc gia sở hữu có lẽ đã được sử dụng để chống lại tên lửa đang lao tới, nhưng vẫn rơi xuống lãnh thổ Israel. Điều này đặt ra câu hỏi về sự sẵn sàng của bộ máy an ninh Israel trong xử lý các mối đe dọa từ khu vực không ngờ tới như Yemen. Hầu thi chưa từng được xem là mối nguy hiểm trực tiếp đối với Israel, nay đã được thêm vào danh sách các đối thủ cần được các chiến lược gia, giới quân sự và chính trị gia Israel đánh giá. Vai trò của Iran rất dễ nhận thấy trong cuộc tấn công đơn lẻ này. Iran luôn coi Israel là đối thủ chính ở Trung Đông, và giờ đây họ tiếp tục thăm dò sức mạnh và quyết tâm của Israel thông qua các lực lượng ủy nhiệm của mình. Việc cung cấp công nghệ tên lửa cho Houthi không phải là điều quá ngạc nhiên đối với Iran, vì cách này thực sự hiệu quả trong việc ngăn cản quân đội Israel tập trung vào mối đe dọa hiện hữu từ Iran. Trước đó vào cuối tháng 5, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin tên lửa đạn đạo phóng từ Biển Gulf của Tehran đã được cung cấp cho lực lượng Houthi ở Yemen. Tasnim hãng tin được cho là có liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran, nhấn mạnh loại tên lửa này có khả năng gây ra những thách thức nghiêm trọng với lợi ích của mỹ và đồng minh israel iran ủng hộ lực lượng houthi nhưng nhiều lần phủ nhận việc trang bị vũ khí cho nhóm này nhóm houthi bắt đầu tấn công các tàu được tin là liên quan đến mỹ và israel cùng đồng minh đi qua biển đỏ để thể hiện tình đoàn kết với nhóm hamas tại giải gaza houthi cũng nhiều lần phóng tên lửa về phía israel sau khi tel aviv phát động kế hoạch quân sự nhằm loại bỏ hamas vào tháng 10 năm 2023. Theo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Iran được trang bị số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất trong khu vực. Đây cũng là nhà sản xuất máy bay không người lái hàng đầu thế giới. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân thuộc dòng Hồi giáo CIA, đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một địa điểm quan trọng ở Eilat, thành phố cảng miền nam Israel. Nhóm này tuyên bố rằng Vụ tấn công trên được thực hiện nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine và Liban, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel. Tuy nhiên, nhóm này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những khu vực bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công của họ cũng như con số thường vong. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết còi báo động đã được kích hoạt ở Eilat sau khi phát hiện có sự xâm nhập của hai thiết bị bay không người lái một tàu của Hải quân Israel đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái nêu trên, trong khi chiếc còn lại đã rơi xuống khu vực cảng Eilat. Theo thống kê sơ bộ, có hai người bị thương nhẹ trong vụ việc này. Trước đó, nhóm trên tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Israel. Cách đây ít hôm, nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq cũng tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV vào một mục tiêu ở thung lũng Jordani bị Israel kiểm soát. Về phía Israel, Quân đội nước này tuyên bố đã phóng tên lửa đánh chặn về phía một chiếc UAV từ Iraq và được xác định là bay vào lãnh thổ Israel qua Syria. Không có thương vong nào được ghi nhận. Kể từ khi bùng phát xung đột ở Gaza hồi tháng 10 năm ngoái, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ ở trong khu vực. Động thái được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ người Palestine ở Gaza. Vào tháng 8 năm nay, tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và thủ tướng Iraq Mohamed Sia al-Sudani đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép quyết liệt để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng khó khăn về nhân đạo ở giải Gaza và ngăn chặn Israel leo thang xung đột ở bờ Tây. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi khởi động lộ trình chính trị nghiêm túc, đảm bảo quyền hợp pháp và công bằng của người dân Palestine trong công cuộc xây dựng một nhà nước độc lập dọc theo các đường biên giới năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô để thiết lập hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.